Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Xin chào quý vị và các bạn thân mến, câu hát không xa đâu Trường Sa. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ thành hiện thực khi đường băng đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam được nâng cấp, mở rộng, đủ khả năng cất hạ cánh cho nhiều loại máy bay hơn. Các bạn thân mến, cơ sở để chúng tôi nói như trên là dựa vào một bức ảnh chụp vệ tinh đảo Trường Sa lớn ngày 30 tháng 8 năm 2023 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ công bố được đăng trên trang mạng Business Insider của Mỹ. Theo hình ảnh này, so với bức ảnh chụp ngày 29 tháng 8 năm 2023, khi đảo Trường Sa lớn của Việt Nam đã được mở rộng thêm 37,19 mẫu Anh, tức là bằng khoảng 150.000 m², chỉ một bức ảnh chụp vệ tinh thôi nhưng để ý kỹ thì có nhiều điều đáng lưu ý. Trước hết ta thấy, trong số những chỗ được mở rộng thì có hai đầu của đường băng sân bay. Như các bạn đã biết, hiện nay ở đảo Trường Sa lớn có một đường băng dài 600 m được xây dựng bằng bê tông. Trước đây đường băng này chỉ dài 560 m. Thời kỳ sau năm 1975 đường băng chỉ lát tạm bằng những tấm ghi nhôm để làm nơi cất hạ cánh máy bay trực thăng. Đến năm 2004, đường băng trên đảo Trường Sa lớn được cải tạo lại. Sau quá trình cải tạo, đường băng được đổ bê tông với chiều dài 600 m, rộng 30 m. Với kích thước này, đường băng trên đảo Trường Sa lớn có thể hạ cánh được các loại máy bay trực thăng, máy bay DHC-6 và máy bay vận tải hạng nhẹ M-28. Cũng có một chiếc máy bay nữa có thể hạ cánh xuống Trường Sa lớn là chiếc máy bay vận tải C-295M. Dòng máy bay này chỉ cần đường hạ cánh dài 320 m là có thể hạ cánh. Tuy nhiên, nếu hạ cánh xuống Trường Sa C-295M sẽ không thể cất cánh trở lại vì nó đòi hỏi đường chạy đà cất cánh tối thiểu là 670 m. Các bạn thân mến, hiện nay gần như tất cả lương thực, thực phẩm cung cấp cho Trường Sa là phải mang từ đất liền ra đảo Trường Sa lớn, rồi từ Trường Sa lớn phân phát đến các đảo và điểm đóng quân khác của ta trong toàn bộ khu vực quần đảo. Công việc tiếp tế hiện tại được vận chuyển bằng tàu vận tải hải quân. Mỗi chuyến tàu từ đất liền ra Trường Sa phải mất nhiều ngày, khiến những thực phẩm tươi như rau củ, quả rất khó có thể bảo quản tốt, và sau đó ra đến nơi nếu không sử dụng nhanh thì cũng bị hỏng. Bộ đội trên các đảo và điểm trú đóng, dù phát huy truyền thống tăng gia sản xuất của quân đội ta, đã tìm cách khắc phục khó khăn thời tiết để trồng rau xanh, nhưng vì thời tiết quá khắc nghiệt, rau xanh vẫn là một thứ xa xỉ ở đây. Vì những lý do đó, bữa ăn hàng ngày của bộ đội giữa đảo rất thiếu rau xanh, mà chỉ toàn đồ hộp. Nhưng nếu có thể thiết lập được cầu hàng không để máy bay vận tải hàng ngày có thể đáp xuống đảo, thì vấn đề tiếp tế thực phẩm sẽ được giải quyết dễ dàng. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng. Dân ta thường nói, có thực mới vực được đạo. Bộ đội Trường Sa là nơi đầu sóng ngọn gió, hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với các thế lực thù địch, cho nên càng cần phải được quan tâm về đời sống, mà trước mắt là nhu cầu về ăn để có thể giữ vững chủ quyền biển đảo. Mặt khác, việc xây dựng cầu hàng không nối Trường Sa với đất liền cũng còn có ý nghĩa rất quan trọng về quân sự. Khi lập được cầu hàng không, trong những tình huống cần vận chuyển người và phương tiện chi viện cho đảo, chúng ta có thể làm được trong thời gian ngắn bằng các loại máy bay vận tải quân sự. Ý nghĩa thứ ba là mở rộng sân bay có thể tạo điều kiện để phát triển du lịch ra Trường Sa, nhằm giúp kéo Trường Sa gần với đất liền, để người dân hiểu rõ thực trạng, đồng thời qua đó mà thu hút những hành động chung tay góp sức của cả nước vì Trường Sa và vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Như ở trên chúng tôi đã nói, hiện nay Việt Nam có một số loại máy bay có thể cất hạ cánh trên đường băng ở đảo Trường Sa lớn là DHC-6, M-28 và các loại trực thăng. Nếu như kéo dài đường băng ra thì sẽ có thêm nhiều loại máy bay có thể cất hạ cánh được. Trước mắt, chỉ cần kéo dài đường băng lên 800 m là máy bay vận tải C-295M có thể cất hạ cánh được. Các máy bay C-295M được mua để thay thế cho loại máy bay vận tải quân sự chủ lực hiện nay là AN-26. Do vậy, trước mắt, nếu chỉ cần phục vụ cho việc tiếp tế nhu yếu phẩm cho Trường Sa, thì đường băng trên đảo Trường Sa lớn chỉ cần kéo dài thêm 200 m nữa là đủ rồi. Tuy nhiên, dựa vào chiều dài phần đất đã được kéo dài theo hai đầu đường băng, tôi cho rằng có lẽ nhà nước không dừng ở mức xây dựng đường băng chỉ để đáp ứng nhu cầu vận tải quân sự, mà có thể còn kéo dài đường băng đến mức có thể đáp được máy bay dân dụng loại nhỏ. Trên bức ảnh chụp của CSIS được phóng ra toàn màn hình đăng trên trang Business Insider, tôi đã thử dùng thước để tính tỷ lệ một cách tương đối, thì rút ra được một vài điểm thú vị như sau. Một là, toàn bộ đường băng trong bức ảnh chụp ngày 29 tháng 5 có chiều dài bằng 7 cm, còn chiều dài đường băng trong bức ảnh chụp ngày mùng 3 tháng 1 năm 2016 đã tăng lên 8 cm. Như vậy cho thấy, thực tế là đường băng đã được kéo dài đồng thời với quá trình mở rộng đảo. Hai đầu mút của đường băng trong bức ảnh chụp tháng 1 năm 2016 đã vươn ra tay đúng vị trí mép nước của đảo. Trong ảnh chụp tháng 5 năm 2014, thứ hai là toàn bộ chiều dài của phần đất đã được kéo dài từ hai đầu đường băng đo được là 16 cm. Trong bài toán này,
ta đã biết trước một tham số là chiều dài đường băng trên đảo Trường Sa lớn là 600m sau đợt cải tạo năm 2004. Đặt giả thiết rằng từ năm 2004 đến 2014 không có đợt cải tạo nào nữa thì chiều dài đường băng vẫn là 600m. 600m tương ứng với 7cm, suy ra 1cm đo trên ảnh tương ứng một cách tương đối với 85m dài trên thực địa. Từ đó suy ra 16cm đo trên ảnh bằng 1.360m trên thực địa. Bức ảnh này chụp vào ngày 3 tháng 1 năm 2016. Đến nay thời gian đã trôi qua thêm 6 tháng. Có thể những chỗ lõm ở hai đầu kéo dài sân bay đến nay đã được lấp đầy và cũng không loại trừ khả năng nó còn được kéo dài hơn con số 1.360m như chúng ta tính toán. Dẫu thế nào đi chăng nữa, điều này cũng là một tin vui. Trước hết cho những bộ đội đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất của Tổ quốc ở Trường Sa. Một điểm thứ hai đang nói đến trong bức ảnh chụp hôm 3 tháng 1 là dường như đảo Trường Sa lớn cũng đang được xây dựng một âu tàu trên toàn bộ vùng quần đảo Trường Sa theo các ảnh vệ tinh. Cho đến nay, Việt Nam đã cho xây dựng âu tàu ở một số nơi khác như đảo Sinh Tồn, đảo Song Tử Tây, đảo Đá Tây. Các âu tàu này có tác dụng làm nơi trú, tránh bão cho ngư dân ta đang đánh bắt trong các khu vực xung quanh, giúp ngư dân vững tin hơn khi hoạt động trên vùng biển này. Điều đó cũng giúp tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền của nước ta trên biển. Các bạn thân mến, tuy ở Trường Sa, Việt Nam đóng giữ nhiều điểm đảo nhất, nhưng Trung Quốc ngày nay dựa vào tiềm lực kinh tế hùng hậu đã biến các bãi đá ngầm mà họ xâm chiếm được thành những đảo nhân tạo có diện tích rất lớn. Trên các đảo này, Trung Quốc bố trí sân bay, cầu cảng, trạm radar. Ý đồ của họ đã rõ ràng là họ muốn biến các đảo nhân tạo đó thành những căn cứ quân sự để trước mắt là uy hiếp lực lượng các nước khác ở Trường Sa, trong đó có Việt Nam, và sau đó là để tạo bàn đạp khống chế toàn bộ Biển Đông. Các căn cứ của Trung Quốc khi đi vào hoạt động sẽ đặt ra mối đe dọa an toàn cho lực lượng đồn trú của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Do đó, Việt Nam cũng cần phải tăng cường củng cố thế đứng của mình trên quần đảo. Công việc này nhà nước là người chủ trì nhưng cũng rất cần sự chung tay góp sức của các tổ chức và cá nhân. Với mỗi người chúng ta, tôi nghĩ rằng có nhiều cách để hướng về Trường Sa. Người có tiền có thể quyên góp ủng hộ nếu có các đợt vận động. Không có tiền vẫn có thể hướng về Trường Sa bằng cách tìm hiểu rõ về Trường Sa, rồi chia sẻ những hiểu biết đó và truyền tình cảm của mình với Trường Sa cho những người chưa hiểu rõ. Việc làm đó sẽ giúp tạo ra một hiệu ứng lan tỏa lớn trong xã hội. Đó cũng là một cách để nhân dân ta thể hiện ý chí, khẳng định và bảo vệ chủ quyền của mình trên quần đảo Trường Sa. Thưa quý vị và các bạn, thủ đoạn sử dụng tàu ngư dân để xâm chiếm biển đảo là thủ đoạn đã quen thuộc của Trung Quốc nhiều năm qua ở Biển Đông. Trung Quốc thường cho ngư dân nhảy vào lãnh hải nước khác đánh bắt trái phép và theo sau chúng là các tàu hải giám, hải cảnh đi để bảo vệ. Bằng thủ đoạn này, chúng đã khiến nhiều nước bị rơi vào thế bí. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh càng giáo giết hơn thì sức chịu đựng của các nước liên quan cũng bắt đầu quá giới hạn. Và gần đây nhiều nước đã bắt đầu cứng rắn với chiêu trò này của Bắc Kinh. Theo phản ánh của báo Năng Lượng Mới, các động thái gần đây trên Biển Đông cho thấy các nước trong khu vực đã trở nên cứng rắn hơn với hoạt động bành trướng của Trung Quốc và khả năng chiến thuật lấn biển của Trung Quốc sẽ kém hiệu quả. Tháng 3 vừa qua, cảnh sát biển Argentina đã làm điều mà ít nước dám làm. Theo tin của báo New York Post, họ đã bắn tàu cá Trung Quốc khi nó vào đánh bắt trộm ở vùng biển của họ. Cảnh sát biển Argentina đã vớt thủy thủ từ con tàu Trung Quốc bị bắn chìm, còn 24 người khác thì được một tàu đánh cá Trung Quốc khác ở gần đó vớt lên. Chính quyền Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ trước vụ việc này, nhưng Argentina không lùi bước. Điều đáng nói là với hành động này, Argentina đã tạo nên một tiền lệ mà các quốc gia khác có thể làm theo khi đối mặt với thái độ liều lĩnh của Trung Quốc trong các tranh chấp hàng hải. Ngay trong khu vực Biển Đông, Indonesia đã sớm kế tiếp tiền lệ này với một hành động cứng rắn trước sự xâm phạm của Trung Quốc. Chính quyền Argentina đã bắt giữ một ngư dân Trung Quốc vào ngày 19 tháng 3 trên biển Natuna, gần quần đảo Natuna của Indonesia và lai dắt tàu cá Trung Quốc để đưa về đất liền. Tuy nhiên, sau đó một tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đã xông vào giải cứu chiếc tàu cá khỏi tàu của Indonesia. Không có gì bất thường khi chính quyền Indonesia bắt giữ các ngư dân nước ngoài đánh bắt trộm trong vùng biển của họ. Nhưng việc tàu cảnh sát biển của Trung Quốc can thiệp vào vụ bắt giữ khiến Indonesia vượt quá giới hạn chịu đựng. Chính quyền Trung Quốc có thể đã vô tình kéo Indonesia vào cuộc xung đột Biển Đông, điều mà Indonesia vốn ít quan tâm cho đến khi xảy ra sự việc trên. Tiếp đó, Indonesia đã có những phản ứng kịp thời vào ngày 31 tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho biết họ sẽ triển khai các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo lên quần đảo Natuna, gần nơi xảy ra vụ can thiệp của tàu cảnh sát biển Trung Quốc, với mục đích là để canh gác vùng biển khỏi các đối tượng mà ông gọi là kẻ trộm. Chưa dừng lại ở đó, Indonesia còn tuyên bố nước này sẽ triển khai hệ thống phòng không đối với quần đảo Natuna cùng với 4 đơn vị đặc biệt phụ trách hệ thống phòng không do Đức sản xuất. Không lâu sau, ngày 5 tháng 4 vừa qua, trong một buổi diễn tập quân sự, Indonesia đã phá hủy 23 tàu cá nước ngoài mà họ bắt giữ vì đánh bắt trộm. Buổi diễn tập này không phải là điều hiếm thấy đối với Indonesia, nhưng thời điểm của buổi diễn tập đã thu hút sự chú ý. Về phía Việt Nam,
Sau cuộc đụng độ giữa Trung Quốc và Indonesia, Việt Nam đã có một phản ứng mà cũng là lần đầu tiên đối với hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Đó là ngày 31 tháng 3 vừa qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt giữ một tàu tiếp nhiên liệu của Trung Quốc khi con tàu này xâm phạm bất hợp pháp lãnh hải của Việt Nam. Ngày 3 tháng 4, hãng tin Nikkei của Nhật Bản bình luận vụ việc này là một động thái hiếm hoi của chính quyền Việt Nam đối với một tàu lớn của Trung Quốc. Thuyền trưởng tàu Trung Quốc được cho rằng đã thừa nhận hành vi xâm phạm của ông này và nói rằng tàu của ông ta đang chở nhiên liệu cho các tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động trong lãnh hải Việt Nam. Báo Năng lượng mới bình luận, phản ứng nói trên của Việt Nam cho thấy dũng khí đã được nâng lên một cấp độ mới về sự phản kháng lại hoạt động xâm lấn của Trung Quốc. Hãng tin Nikkei đã đưa ra một nhận định đáng quan tâm rằng, nếu thật sự các nước trong khu vực đã hình thành một cách tiếp cận không khoan nhượng để phản ứng lại Trung Quốc, điều này có thể sẽ kết liễu chiến lược hiện nay của Trung Quốc trong việc chiếm giữ lãnh thổ ở Biển Đông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo trang web của Bộ Nội vụ, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và bão, tính đến 9 giờ sáng ngày thứ Năm, tổng cộng 69 người đã thiệt mạng và 21 người mất tích ở 3 tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây. Theo báo cáo của Ban Dân chính tỉnh Hồ Nam, tính đến 9 giờ sáng ngày thứ Năm, thiên tai bão lũ xảy ra từ một tuần qua đã khiến 752.000 người tại 16 quận huyện Vĩnh Châu và Sâm Châu bị ảnh hưởng, 69 người thiệt mạng, 88.000 người phải sơ tán khẩn cấp, hơn 1.900 ngôi nhà bị sập và hơn 7.600 ngôi nhà bị hư hại, 305.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 52.000 hecta bị phá hủy hoàn toàn, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,44 tỷ nhân dân tệ. Sau trận thiên tai này, Hứa Thủ Sinh, Bí thư tỉnh ủy đã ra chỉ thị, yêu cầu các ban ngành liên quan của tỉnh nỗ lực hết sức để chống lũ lụt và cứu trợ những người bị nạn. Để làm tốt công việc hỗ trợ cuộc sống cho các nạn nhân, Cục Dân vận, Thương mại và Tài chính tỉnh đã kịp thời phân bổ 2 triệu nhân dân tệ để đảm bảo cuộc sống cơ bản của người dân vùng bị thiên tai. Theo báo cáo của Ban Nội chính tỉnh Quảng Đông, tính đến 9 giờ ngày thứ Năm, thiên tai bão lũ xảy ra đã ảnh hưởng đến 7,245 triệu người tại 86 quận, huyện thuộc 19 thành phố, trong đó Sán Đầu, Mậu Danh, Yết Dương, Thanh Viễn, Mai Châu, 48 người chết, 10 người mất tích, 976.000 người phải di rời khẩn cấp, 33.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng, hơn 9.300 ngôi nhà bị hư hại, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 327,3 nghìn hecta, trong đó 21,8 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 10,6 tỷ nhân dân tệ. Báo của Ban Dân chính khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, tính đến 9 giờ ngày thứ Năm, thiên tai bão lũ xảy ra đã khiến 1,231 triệu người tại 13 thành phố ở 50 quận huyện, trong đó có Ngô Châu, Bắc Hải, Hà Châu, Ngọc Lâm và Tần Châu bị ảnh hưởng, 12 người chết và 113.000 người được di chuyển khẩn cấp, gần 6.800 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Khu vực bị ảnh hưởng của trồng trọt là 39.900 ha, trong đó 34.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 460 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở Phúc Kiến cũng đã khiến 15 người thiệt mạng, thiệt hại trực tiếp hơn 200 triệu nhân dân tệ. Từ 3 ngày qua, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến xảy ra mưa lớn diện rộng, khiến hơn 180.000 người ở tỉnh Phúc Kiến bị ảnh hưởng, 15 người chết, 2 người mất tích và 22.200 người phải chuyển nhà. Do chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm, từ 3 ngày qua, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến có mưa rào diện rộng, mưa xối xả cục bộ. Do hứng chịu lượng mưa lớn, Thiểm Tây, Hữu Tích, Phúc Đồn và Mai Tây, các nhánh của sông Mân Giang đã trải qua lũ lụt với mực nước vượt cảnh báo và lũ lụt với mực nước siêu cảnh báo đã xảy ra ở Đại Trương Tây, một nhánh của sông Mân Giang và một số địa điểm ở thượng nguồn phía tây sông Cửu Long Giang và Đình Giang. Mưa xối xả và lũ lụt đã gây ra những thiệt hại nhất định cho Tam Minh, Tiền Châu, Nam Bình, Long Nham và các thành phố khác. Theo thống kê, lúc 17 giờ ngày thứ Hai, tổng cộng 186.400 người tại 19 huyện của tỉnh Phúc Kiến gồm Tam Minh, Tuyền Châu, Nam Bình và Long Nham đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 420 ngôi nhà bị sập, 15 người chết ở Vịnh Xuân do nhà kho bị sập và 2 người mất tích, 22.200 người phải di rời.
12,69 nghìn hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 64 doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ bị đình chỉ hoạt động, 22,56 km bờ bao bị hư hỏng, 4,03 km đê bị vỡ, 60 cống, trạm bơm điện, trạm thủy điện, trạm thủy văn bị hư hại, 94 hồ đập bị phá hủy, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 242 triệu nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với các công trình thủy lợi là 87 triệu nhân dân tệ. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, do ảnh hưởng chung của không khí lạnh và ấm trong 3 ngày tới ở miền Trung và miền Đông cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, miền Đông Tây Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hoài sẽ có mưa hoặc mưa rào vừa phải. Giang Hán, Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc có mưa to hoặc mưa to ở các vùng phía Nam Tứ Xuyên, phần lớn Vân Nam, Nam Quý Châu, phần lớn Quảng Tây, miền Trung và miền Tây Quảng Đông có mưa lớn ở miền Trung và phía Nam Quảng Tây. Và các khu vực phía Nam của miền Trung và Tây Quảng Đông, mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Kiều Lâm, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng Trung ương và là kỹ sư cao cấp ở cấp độ nghiên cứu chỉ ra rằng trong vài ngày tới lượng mưa sẽ chủ yếu tập trung ở phía Nam Quảng Tây và các khu vực ven biển của Quảng Đông. Kiều Lâm chỉ ra rằng sau khi có mưa, áp cao cận nhiệt đới đã được tăng cường và dưới sự kiểm soát của nó, nhiệt độ sẽ có sự gia tăng đáng kể. Ở khu vực Trung và Nam của Nam Sông Dương Tử, thời tiết nhiệt độ cao có thể xuất hiện ở phía đông của Nam Trung Quốc. Ban đầu trời oi bức, sau đó trở nên khô và nóng khi áp cao cận nhiệt đới tiếp tục ảnh hưởng. Về phía Nam, độ ẩm của nó thường cao hơn so với phía Bắc và thời tiết vẫn cảm thấy ngột ngạt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, gần đây, Bộ Quản lý Khẩn cấp cùng với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Ủy ban Y tế, Cục Thống kê và Cục Khí tượng, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm, Cục Dự trữ và Ngũ cốc, Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc, Đường sắt Trung Quốc là các đơn vị đã tiến hành tham vấn, phân tích về tình hình thiên tai của cả nước trong tháng qua. Trong tháng qua, thiên tai ở Trung Quốc chủ yếu là lũ lụt, mưa đá, thiên tai địa chất, hạn hán, nhiệt độ đóng băng, động đất, cháy rừng cũng xảy ra với ở các mức độ khác nhau. Tổng cộng có 5,999 triệu người bị ảnh hưởng bởi các thiên tai, 149 người chết và mất tích do thiên tai, 92.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập, hơn 1.700 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và hơn 9.700 ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 552,5 nghìn hectare, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,76 tỷ nhân dân tệ. Đặc điểm chính của các đợt thiên tai trên phạm vi cả nước trong tháng qua như sau: Nam Bộ chịu mưa lớn, lũ cục bộ, thiên tai địa chất. Trong tháng qua, lượng mưa toàn quốc là 168 mm, về cơ bản giống với cùng kỳ những năm trước, nhiều hơn ở Tây Nam Trung Quốc và Nam Trung Quốc, nhưng ít hơn ở hầu hết phía Bắc. Nam Bộ xuất hiện 4 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó khu vực phía Nam xảy ra quá trình mưa lớn nhất kể từ đầu năm nay, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn, mưa cục bộ mạnh đến 1,05 triệu người tại 8 tỉnh và khu tự trị bị ảnh hưởng. 310.000 người phải sơ tán khẩn cấp, hơn 200 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,6 tỷ nhân dân tệ. Vào cuối tháng qua, lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở Vân Sơn, Khúc Kinh và những nơi khác ở Vân Nam, khiến 19 người thiệt mạng và mất tích. Nhìn chung, lũ lụt trong tháng vừa qua đã khiến 2,52 triệu người ở 15 tỉnh, khu tự trị bị ảnh hưởng, 30 người chết và mất tích, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,09 tỷ nhân dân tệ. So với bình quân cùng kỳ 5 năm gần đây, số người bị ảnh hưởng thiên tai, số người chết và mất tích do thiên tai, số nhà sập giảm dần lần lượt là 14%, 52% và 71% tương ứng, và thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 35%. Ngoài ra, lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất cục bộ, sạt lở đất và lở đất chủ yếu tập trung ở phía Tây Nam, Trung Nam và Đông Trung Quốc. Các quá trình thời tiết đối lưu nghiêm trọng, tương đối hiếm và sét đánh ở Tứ Xuyên, Thanh Hải và những nơi khác đã gây ra thương vong rất nặng. Trong tháng qua, trên cả nước xuất hiện 4 quá trình thời tiết đối lưu mạnh, số lượng ít hơn so với cùng kỳ 5 năm qua và cùng kỳ năm trước. Xét về phạm vi ảnh hưởng, khu vực phía Bắc chủ yếu tập trung ở Đông Bắc và Tây Bắc, khu vực phía Nam tập trung ở vùng núi phía Tây Nam Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam. Về thiệt hại do thiên tai, chủ yếu tập trung vào thiệt hại về nông nghiệp và lâm nghiệp, dông bão cục bộ, gió mạnh và mưa đá ở Cam Túc, Thiểm Tây, Quý Châu và Vân Nam đã gây thiệt hại cho một số khu rừng thương mại và cây ăn quả, đồng thời làm hư hỏng nhà kính nông nghiệp, sét đánh ở Tứ Xuyên, Thanh Hải và những nơi khác khiến 24 người thiệt mạng.
Nhìn chung, thảm họa gió và mưa đá trong tháng qua đã gây ra 1,11 triệu người bị ảnh hưởng tại 16 tỉnh bao gồm Cam Túc, Thiểm Tây và Vân Nam, 28 người chết do thiên tai. 155.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,8 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, hạn hán cục bộ ở Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và Đông Bắc Trung Quốc vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng hạn chế đến sản xuất nông nghiệp. Tháng vừa qua, khu vực phía Tây Nam có nhiều trận mưa, hạn hán trước đó ở Tứ Xuyên, Vân Nam và những nơi khác về cơ bản đã được dỡ bỏ. Do nhiệt độ cao và ít mưa ở hầu hết các vùng phía Bắc Trung Quốc, Tây Nam Đông Bắc Trung Quốc, sông Hoàng Hoài và phía Đông Tây Bắc Trung Quốc, thời tiết tiếp tục khô hạn và hạn hán ở Nội Mông, Sơn Đông, Thiểm Tây, Liêu Ninh và các tỉnh khác tiếp tục. Theo tham vấn và phán đoán, mùa đông năm ngoái và mùa xuân, mùa hè năm nay, khu vực Hoàng Hoài Hải và khu vực Đông Bắc có lượng mưa nhiều hơn, độ ẩm của đất tốt hơn. Ngoài ra, điều kiện tưới tiêu ở hầu hết các khu vực đều tốt, hạn hán nông nghiệp nhẹ hơn so với mùa đông năm ngoái. Chỉ có các loại cây trồng địa phương không có điều kiện tưới tiêu bị ảnh hưởng nhẹ bởi hạn hán, ảnh hưởng đến sự xuất hiện của vụ xuân và sự trưởng thành của hạt lúa mì mùa đông nói chung. Nhiệt độ thấp và thiên tai đóng băng đã ảnh hưởng đến các khu vực Tây Bắc và Tây Nam, số vụ cháy rừng và đồng cỏ đã giảm. Trong tháng qua, có hai đợt không khí lạnh tác động chủ yếu đến khu vực Tây Bắc và Tây Nam Bộ. Trong đó, quá trình đợt lạnh trong 2 ngày đầu tháng phạm vi ảnh hưởng rộng, nhiệt độ giảm sâu. Nhiệt độ giảm tối đa ở hầu hết các khu vực Đông Bắc Trung Quốc, Hoa Bắc, phía Tây Đông Bắc Trung Quốc, Hà Nam, Sơn Đông, những nơi khác trên 8 độ C. Từ giữa tháng Cam Túc, Thiểm Tây và Tứ Xuyên đã trải qua quá trình không khí lạnh trên diện rộng, một số cây trồng kinh tế và cây ăn quả lâm nghiệp bị sương giá, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 300 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, trong tháng qua cả nước xảy ra 22 vụ cháy rừng, chủ yếu ở Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Nội Mông, Quảng Tây, Cam Túc. Số vụ cháy rừng giảm 79% so với trung bình cùng kỳ năm trước. 5 năm, 2 vụ cháy đồng cỏ xảy ra. Không có trận động đất nào từ 5 độ Richter trở lên ở Trung Quốc đại lục và có 4 trận động đất từ 4 độ trở lên. Cụ thể là 4 độ ở Alasan, Nội Mông, 4,1 ở quận Bắc Xuyên, Tứ Xuyên và Hán Nguyên, Tứ Xuyên. Trận động đất 4,8 độ Richter ở huyện Hán Nguyên và trận động đất 4,8 độ ở huyện Am Do, Tây Tạng. Trong số đó, trận động đất 4,8 độ Richter tại huyện Hán Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 2.100 người bị ảnh hưởng, hơn 200 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 12 triệu nhân dân tệ. Các trận động đất còn lại đã không gây ra những tổn thất thiên tai rõ ràng. Vừa qua, hai người đẩy một chiếc ô tô chết máy dưới nước ở thị trấn Trung Lễ, thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Và ngày hôm đó, trận mưa xối xả kéo dài 2 ngày đã gây ra lũ lụt, làm gián đoạn các con đường trong danh lam thắng cảnh phố cổ Thượng Lý, khiến phố cổ Thượng Lý bị ngập lụt và gây ra thiệt hại nặng nề. Vào ngày thứ tư, mưa lớn đổ xuống ở các thị trấn xung quanh khu vực hồ chứa đường Gia Sơn ở Bắc Xuyên, mực nước hồ dâng cao, nước lũ xả qua khu vực quận cũ đã vượt quá mức xả lũ sau trận động đất năm 2008, tăng 1 mét khiến một phần của địa điểm quận cũ ở Bắc Xuyên bị ngập lụt, cho đến nay chưa có thương vong. China News Service đưa tin, kể từ mùa lũ, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, khiến gần 7 triệu người ở 21 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị ảnh hưởng. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương sáng nay tiếp tục phát cảnh báo mưa dông màu vàng. Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng Trung ương, hôm nay và ngày mai, Bắc Kinh sẽ hứng chịu một trận mưa lớn nữa, lần này có thể là trận mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay, cường độ gần bằng cơn mưa lớn 2 năm trước. Mưa lớn vừa qua khiến 21 tỉnh thành chịu ảnh hưởng. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục phát cảnh báo mưa dông màu vàng. Kể từ ngày thứ ba, các khu vực Nam Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Tứ Xuyên, Tây Bắc Giang Nam, Bắc Quý Châu, Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc đã xuất hiện mưa dông lớn cục bộ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, mưa đá, gây ra lũ lụt, sạt lở đất và các thảm họa khác. Theo thống kê của Văn phòng Giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, 6,749 triệu người ở 284 quận, huyện thuộc 21 tỉnh và khu tự trị bao gồm Cam Túc, Ninh Hạ và Tân Cương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 98 người chết và 14 người mất tích, trong đó có 11 người chết ở Bắc Kinh và 12 người chết ở Hà Bắc, 11 người chết do thiên tai ở Nội Mông, 12 người chết và 1 người mất tích ở Hắc Long Giang, 13 người chết ở An Huy, 11 người chết ở Sơn Đông, 14 người chết ở Hồ Bắc, 19 người chết ở Tứ Xuyên và 11 người mất tích,
7 người chết và 2 người mất tích ở Vân Nam, 2 người ở Tây Tạng và 1 người ở Cam Túc. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 10 giờ sáng hôm nay. Dự kiến từ 14 giờ chiều ngày mai đến 14 giờ ngày kia, phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, phía Đông Cam Túc, Tây Nam và Trung Bắc Thiểm Tây, miền Trung và Nam Sơn Tây, Đông và Trung Nam Hà Bắc, Đông Nam Bắc Kinh, một phần Thiên Tân, Trung Đông và Nam Liêu Ninh, Đông Nam Cát Lâm, Tây và Nam Vân Nam, Quảng Tây và Nam Hải Nam có mưa to đến rất to, lưu vực phía Tây Tứ Xuyên, phía Đông Hà Bắc, Đông Nam Thiên Tân và Nam Liêu Ninh có mưa dông lớn từ 100 đến 200mm trong khu vực và các khu vực nêu trên có một phần đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Bắc Kinh sẽ đối mặt với cường độ mưa bão mạnh nhất trong hôm nay và ngày mai. Bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, nhiều khu vực của Bắc Kinh đã xảy ra mưa lớn ngắn hạn, mưa kéo dài không liên tục trong ngày. Sáng ngày mai tiếp tục có mưa ở một số khu vực, nhìn chung mưa không to. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng. Dự kiến một số khu vực ở Bắc Kinh và các nơi khác sẽ có mưa to đến rất to trong ngày hôm nay và ngày mai. Người ta ước tính rằng cường độ mưa và lượng mưa của đợt mưa xối xả này gần bằng mức của thảm họa thiên nhiên thảm khốc năm ngoái. Trận mưa bão sắp tới đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các ban ngành liên quan và người dân. Vào chiều ngày hôm qua, Vương An Thuận, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Bắc Kinh đã chủ trì một cuộc họp điều hành của chính quyền thành phố để huy động khẩn cấp cho đợt mưa lớn sắp tới. Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp báo chung với 7 trụ sở phụ kiểm soát lũ lụt bao gồm giao thông vận tải, Ủy ban Giáo dục và Xây dựng nhà ở để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt của thành phố. Theo Kiều Lâm, Giám đốc Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, đợt mưa bão sắp tới sẽ kéo dài từ tối ngày hôm nay đến rạng sáng ngày mai. Lượng mưa cục bộ có thể lên tới 100-200mm. Thảm họa thiên nhiên thảm khốc năm ngoái, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh là 190mm, lượng mưa trung bình ở khu vực thành thị là 215mm và lượng mưa tối đa ở thị trấn Hà Bắc, quận Phong Sơn là 460mm, đạt mức mưa cực lớn tổng thể. Thảm họa khiến hàng chục người thiệt mạng. Thưa quý vị, trận lũ mạnh nhất 60 năm nhấn chìm địa điểm động đất Bắc Xuyên. Trận mưa lớn bắt đầu vào chiều ngày hôm qua đã khiến khu vực động đất ở huyện Bắc Xuyên, Miên Dương, Tứ Xuyên hứng chịu trận lũ lụt mạnh nhất trong 60 năm qua. Tàn tích của khách sạn Bắc Xuyên và nghĩa trang của các nạn nhân đều bị ngập trong nước. Vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm qua, thành phố Miên Dương đã đưa ra thông báo cảnh báo mưa bão màu vàng và quận Bắc Xuyên đã kịp thời thông báo cho các bộ phận và thị trấn liên quan để tăng cường trực và giám sát, kịp thời bắt đầu kế hoạch khẩn cấp và chuẩn bị trước các biện pháp đối phó. Trong trận mưa này, những ngôi nhà nông trại ở Ngọc Lý, Máng Cỏ, Bạch Thạch và các thị trấn khác đã bị hư hại. Trong đó, dòng sông ở làng Sa Ba, thị trấn Quất Sơn đã lật ngược con đường và 5 người bị mắc kẹt. Mưa lớn đổ xuống quận Bắc Xuyên từ chiều ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay với lượng mưa cao tới 285mm khiến mực nước hồ chắn đường Gia Sơn dâng cao 5,5m. Hồ chứa đường Gia Sơn, xung quanh Ngọc Lý, Xuân Bình, Khuất Sơn và các khu vực hồ khác đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt từ đợt xả lũ trước đó, mực nước là 647,8m. Các tàn tích của thị trấn quận cũ và khu đô thị mới đều bị ngập lụt. 80% tàn tích trong khu đô thị cũ bị ngập trong lũ, độ sâu của nước ngập lên tới 6m, dẫn đến gián đoạn điện, nước, đường giao thông khu vực. Các quan chức đã điều động lực lượng cứu hộ để sơ tán người dân khỏi các khu tái định cư Gia Bá và Đặng Giáp, đồng thời sử dụng thuyền máy để giải cứu những nhân viên đã sơ tán quá muộn ở quận cũ. Đồng thời, trụ sở chính thực hiện quản lý đóng cửa quận cũ, ngoại trừ nhân viên cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp, tất cả đều bị cấm vào. Hiện tại, ngoài 6 nhân viên cứu hộ và nhân viên đo đạc thủy văn bị mắc kẹt ở quận cũ Bắc Xuyên thì không có thương vong nào khác được báo cáo. Vào lúc 10 giờ 10 phút ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trong 3 giờ qua, lượng mưa hơn 100mm đã xảy ra ở các vùng phía Tây Thành Đô và phía Bắc Nhã An. Trong 1 giờ nữa, mưa lớn ở phía Tây Thành Đô, phía Bắc Nhã An và phía Tây Đức Dương sẽ tiếp tục kèm theo sấm sét. Được biết, lượng mưa lớn nhất xảy ra ở thị trấn Hưng Phúc, Đô Giang Yển, Thành Đô đạt 529,3mm, trong đó lượng mưa đạt 125,4mm trong 1 giờ vào lúc 3 giờ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thị trưởng Vũ Hán cả đêm không ngủ vì thành phố bị ngập do mưa lớn 60 năm mới có một lần. Trận mưa 60 năm mới có một lần đã làm ngập lụt một khu vực rộng lớn của Vũ Hán và khiến thị trưởng Đường Lương Chi thức trắng đêm.
Từ 3 ngày qua, Vũ Hán xảy ra mưa lớn khiến một số tuyến đường cấp 1, cấp 2 và khu dân cư trong thành phố bị ngập nước ở các mức độ khác nhau. Cục cấp nước thành phố Vũ Hán báo cáo rằng vào trưa ngày hôm qua, 22 điểm ngập úng trên các tuyến đường huyết mạch chính và phụ do đợt mưa lớn này đã cơ bản lắng xuống và giao thông của thành phố đã hoạt động trở lại. Đây là lượng mưa lớn nhất mà thành phố của chúng ta gặp phải kể từ năm 1998. Lưu Hòa Sinh, Giám đốc Đài quan sát khí tượng Vũ Hán cho biết lần này Vũ Hán trải qua hai trận mưa lớn liên tiếp, lượng mưa cao hơn so với đợt mưa trước đó, gây ra 88 thiệt mạng. Tình trạng ngập úng trong thành phố đã nhiều hơn thời điểm đó, với lượng mưa hơn 250mm ở hầu hết các khu vực trung tâm thành phố đều bị ngập. Theo các chuyên gia của Cục cấp nước thành phố, cái gọi là trận mưa 60 năm không phải là lớn nhất trong 60 năm qua. Thay vào đó, hãy so sánh lượng mưa của trận mưa này với ghi chép trong lịch sử. Nếu xác suất nó chỉ xảy ra một lần trong 60 năm, thì đó là mưa bão 60 năm một lần. Từ ngày thứ Năm đến 11 giờ sáng ngày thứ Bảy, trong số 5 trạm khí tượng quốc gia trong thành phố, lượng mưa đo được tại trạm Vũ Hán là 228mm, tại trạm Giang Hạ là 316,3mm, tại trạm Kadian là 225,8mm, trạm Vũ Hán là 200,2mm và tại trạm Hoàng Phi là 167,5mm. Nếu tính trên lượng mưa trung bình là 227,6mm thì tổng cộng hơn 1,93 tỷ mét khối nước mưa đã đổ xuống diện tích đất liền của Vũ Hán thời gian này, gần tương đương với lượng nước của 16 hồ phía đông. Mưa lớn cũng đang trút xuống Liêu Ninh, Cục Khí tượng Liêu Ninh đưa ra cảnh báo mưa bão liên tiếp. Tỉnh Liêu Ninh đón đợt mưa lớn thứ hai sau mùa lũ vào ngày hôm nay. Ngoại trừ khu vực phía Nam và phía Bắc Thiết Lĩnh, tỉnh này nhìn chung có mưa nhẹ đến vừa, mưa to đến rất to cục bộ. Hiện 14 đô thị trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng dốc toàn lực ứng phó với đợt mưa lũ này. Theo tin tức từ Cục Khí tượng tỉnh Liêu Ninh, lượng mưa chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và phía Tây của tỉnh Liêu Ninh, trong đó khu vực Hồ Lô Đảo, huyện Triều Dương, Cà Juo và Linh Nguyên hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa điểm lớn nhất xảy ra tại trạm Triều Dương Giao Gia Phú là 126mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thẩm Dương từ 5 giờ cùng ngày đã đưa ra nhiều cảnh báo về gió mạnh, mưa dông và sấm sét. Các sở khí tượng và đất đai địa phương cũng đưa ra cảnh báo thảm họa địa chất màu vàng 3 cấp độ. Tại thủ phủ Thẩm Dương của tỉnh, lượng mưa lớn liên tục khiến nhiều vùng trũng thấp bị ngập lụt nghiêm trọng. Hầu hết các phương tiện chỉ có thể di chuyển chậm qua vùng nước ngập. Một số ô tô cá nhân bị ngập nước và hỏng hóc liên tục. Một số cư dân mạng đã nói đùa trên Weibo, mưa lớn đã biến thành phố nội địa này thành một thành phố ven biển. Theo trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh, lưu lượng nước ở các con sông lớn trong tỉnh ổn định. Mực nước của các hồ chứa lớn và vừa không vượt quá mức lũ, mưa lũ đã làm cho đất ở một số nơi gần bão hòa. Tỉnh Liêu Ninh hiện đã cử một đội kiểm tra phòng chống lũ lụt đi sâu vào các khu vực dễ bị lũ lụt và dòng chảy mảnh vụn, các hồ chứa nhỏ nguy hiểm, ao chứa chất thải và các khu vực trách nhiệm tiền tuyến khác để hỗ trợ đầy đủ các địa phương trong việc kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt. Dù chống lũ lụt luôn khó khăn, nhưng lượng mưa cũng mang đến thời tiết dịu mát người dân. Thời tiết nhiệt độ cao trên 30 độ C trong nhiều ngày liên tiếp đã được mưa kéo xuống 25 độ C trước khi bước vào đợt nắng nóng mới. Người dân địa phương sẽ được hưởng 3 đến 4 ngày thời tiết mát mẻ. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ đêm hôm nay đến rạng sáng ngày mai mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở hầu hết các khu vực của tỉnh Liêu Ninh. Công tác phòng chống thiên tai như ngập úng đô thị, ngập úng đất nông nghiệp, lở đất và lở núi sẽ rất nghiêm trọng. Sông Chu, một nhánh của sông Dương Tử, đã vượt quá mực nước cảnh báo từ 6 giờ ngày thứ Bảy đến 6 giờ sáng ngày Chủ nhật. Hầu hết các khu vực thuộc dãy núi Đại Bá và Giang Hoài của tỉnh An Huy đều có mưa vừa đến mưa to. Có nơi mưa rất to, vùng mưa lớn chủ yếu ở vùng núi Đại Bá và huyện Thiên Sương. Sông Chu Hê, một nhánh quan trọng của sông Dương Tử, có mực nước cao hơn 1 mét so với mức cảnh báo. Theo trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh An Huy, một số lượng lớn các hồ dọc sông Hoài Hà đã mở cửa để thoát nước. Các hồ chứa lớn ở dãy núi Dabi, ngoại trừ Mai Sơn đều vượt mực nước giới hạn lũ. Trong đó, hồ chứa Đại Liên có mực nước cao nhất vào lúc 18 giờ chiều ngày thứ Bảy là 198,23 m và mực nước vượt lũ là 7,23 m. Hiện các hồ này đều xả lũ theo quy định. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, vào ngày hôm qua, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đã xảy ra lũ lụt ở quận Tần Châu. Nhiều thị trấn bị ảnh hưởng, đất nông nghiệp, cơ sở nông nghiệp, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Hơn 300 người đã phải di rời. Hiện tại, lượng mưa ở quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy
vẫn đang tiếp tục. Một số ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể vào được do đường hư hỏng nghiêm trọng. Tình hình thiên tai cụ thể đang được thống kê. Vừa qua, hai người đẩy một chiếc ô tô chết máy dưới nước ở thị trấn Trung Lễ, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Vào ngày hôm đó, trận mưa xối xả kéo dài 2 ngày đã gây ra lũ lụt, làm gián đoạn các con đường trong danh lam thắng cảnh phố cổ Thượng Lý, khiến phố cổ Thượng Lý bị ngập lụt và gây ra thiệt hại nặng nề. Vào ngày thứ Tư, mưa lớn đổ xuống ở các thị trấn xung quanh khu vực hồ chứa đường Gia Sơn ở Bắc Xuyên, mực nước hồ dâng cao, nước lũ xả qua khu vực quận cũ đã vượt quá mức xả lũ sau trận động đất năm 2008 tăng 1 mét, khiến một phần của địa điểm quận cũ ở Bắc Xuyên bị ngập lụt, cho đến nay chưa có thương vong. China News Survey đưa tin, kể từ mùa lũ, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, khiến gần 7 triệu người ở 21 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị ảnh hưởng. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương sáng nay tiếp tục phát cảnh báo mưa dông màu vàng. Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng Trung ương, hôm nay và ngày mai, Bắc Kinh sẽ hứng chịu một trận mưa lớn nữa, lần này có thể là trận mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay, cường độ gần bằng cơn mưa lớn 2 năm trước. Mưa lớn vừa qua khiến 21 tỉnh thành chịu ảnh hưởng. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục phát cảnh báo mưa dông màu vàng. Kể từ ngày thứ Ba, các khu vực Nam Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Tứ Xuyên, Tây Bắc Giang Nam, Bắc Quý Châu, Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc, Tây Bắc Giang Nam, Bắc Quý Châu, Đông Nam Tây Bắc Trung Quốc đã xuất hiện mưa dông lớn cục bộ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, mưa đá, gây ra lũ lụt, mưa đá, sạt lở đất và các thảm họa khác. Theo thống kê của Văn phòng Giảm nhẹ thiên tai quốc gia, tính đến 9 giờ sáng ngày Chủ nhật, Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, 6,749 triệu người ở 284 quận huyện thuộc 21 tỉnh và khu tự trị bao gồm Cam Túc, Ninh Hạ và Tân Cương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 98 người chết và 14 người mất tích, trong đó có 11 người chết ở Bắc Kinh và 12 người chết ở Hà Bắc, 11 người chết do thiên tai ở Nội Mông, 12 người chết và 1 người mất tích ở Hắc Long Giang, 13 người chết ở An Huy, 11 người chết ở Sơn Đông, 14 người chết ở Hồ Bắc, 19 người chết ở Tứ Xuyên và 11 người mất tích, 7 người chết và 2 người mất tích ở Vân Nam, 2 người ở Tây Tạng và 1 người ở Cam Túc. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 10 giờ sáng hôm nay. Dự kiến từ 14 giờ chiều mai đến 14 giờ ngày kia, phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, phía Đông Cam Túc, Tây Nam và Trung Bắc Thiểm Tây, miền Trung và Nam Sơn Tây, Đông và Trung Nam Hà Bắc, Đông Nam Bắc Kinh, một phần Thiên Tân, Trung Đông và Nam Liêu Ninh, Đông Nam Cát Lâm, Tây và Nam Vân Nam, Quảng Tây và Nam Hải có mưa to đến rất to. Lưu vực phía Tây Tứ Xuyên, phía Đông Hà Bắc, Đông Nam Thiên Tân và Nam Liêu Ninh có mưa dông lớn từ 100 đến 200mm trong khu vực và các khu vực nêu trên có một phần đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Bắc Kinh sẽ đối mặt với cường độ mưa bão mạnh nhất trong hôm nay và ngày mai. Bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, nhiều khu vực của Bắc Kinh đã xảy ra mưa lớn ngắn hạn, mưa kéo dài không liên tục trong ngày. Sáng ngày mai tiếp tục có mưa ở một số khu vực, nhìn chung mưa không to. Vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng. Dự kiến một số khu vực ở Bắc Kinh và các nơi khác sẽ có mưa to đến rất to trong ngày hôm nay và ngày mai. Người ta ước tính rằng cường độ mưa và lượng mưa của đợt mưa xối xả này gần bằng mức của thảm họa thiên nhiên thảm khốc năm ngoái. Trận mưa bão sắp tới đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các ban ngành liên quan và người dân. Vào chiều ngày hôm qua, Vương An Thuận, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng Bắc Kinh đã chủ trì một cuộc họp điều hành của chính quyền thành phố để huy động khẩn cấp cho đợt mưa lớn sắp tới. Đồng thời, Văn phòng Kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh đã tổ chức một cuộc họp báo chung với 7 trụ sở phụ kiểm soát lũ lụt bao gồm Giao thông Vận tải, Ủy ban Giáo dục và Xây dựng Nhà ở để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt của thành phố. Theo Kiều Lâm, Giám đốc Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia, đợt mưa bão sắp tới sẽ kéo dài từ tối ngày hôm nay đến rạng sáng ngày mai. Lượng mưa cục bộ có thể lên tới 100-200mm. Thảm họa thiên nhiên thảm khốc năm ngoái, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh là 190mm, lượng mưa trung bình ở khu vực thành thị là 215mm và lượng mưa tối đa ở thị trấn Hà Bắc, quận Phòng Sơn là 460mm, đạt mức mưa cực lớn tổng thể. Thảm họa khiến hàng chục người thiệt mạng. Thưa quý vị, trận lũ mạnh nhất 60 năm nhấn chìm địa điểm động đất Bắc Xuyên.
Trận mưa lớn bắt đầu vào chiều hôm qua đã khiến khu vực động đất ở huyện Bắc Xuyên, Miên Dương, Tứ Xuyên hứng chịu trận lũ lụt mạnh nhất trong 60 năm qua. Tàn tích của khách sạn Bắc Xuyên và nghĩa trang của các nạn nhân đều bị ngập trong nước. Vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm qua, thành phố Miên Dương đã đưa ra thông báo cảnh báo mưa bão màu vàng và quận Bắc Xuyên đã kịp thời thông báo cho các bộ phận và thị trấn liên quan để tăng cường trực và giám sát, kịp thời bắt đầu kế hoạch khẩn cấp và chuẩn bị trước các biện pháp đối phó. Trong trận mưa này, những ngôi nhà nông trại ở Ngọc Lý, Máng Cỏ, Bạch Thạch và các thị trấn khác đã bị hư hại, trong đó dòng sông ở làng Sa Ba, thị trấn Phước Sơn đã lật ngược con đường và 5 người bị mắc kẹt. Mưa lớn đổ xuống quận Bắc Xuyên từ chiều ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay với lượng mưa cao tới 285mm, khiến mực nước hồ chắn đường Gia Sơn dâng cao 5,5m. Hồ chứa đường Gia Sơn tất cả các ngôi làng và thị trấn xung quanh Ngọc Lý, Xuân Bình, Quất Sơn và các khu vực hồ khác đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt từ đợt xả lũ trước đó, mực nước là 647,8m. Các tàn tích của thị trấn quận cũ và khu đô thị mới đều bị ngập lụt. 80% tàn tích trong khu đô thị cũ bị ngập trong lũ, độ sâu của nước ngập lên tới 6m, dẫn đến gián đoạn điện, nước, đường giao thông khu vực. Các quan chức đã điều động lực lượng cứu hộ để sơ tán người dân khỏi các khu tái định cư Gia Bá và Đặng Giáp, đồng thời sử dụng thuyền máy để giải cứu những nhân viên đã sơ tán quá muộn ở quận cũ. Đồng thời, trụ sở chính thực hiện quản lý đóng cửa quận cũ, ngoại trừ nhân viên cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp. Tất cả đều bị cấm vào. Hiện tại, ngoài 6 nhân viên cứu hộ và nhân viên đo đạc thủy văn bị mắc kẹt ở quận cũ Bắc Xuyên, thì không có thương vong nào khác được báo cáo. Vào lúc 10 giờ 10 phút ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trong 3 giờ qua, lượng mưa hơn 100mm đã xảy ra ở các vùng phía Tây Thành Đô và phía Bắc Nhã An. Trong 1 giờ nữa, mưa lớn ở phía Tây Thành Đô, phía Bắc Nhã An và phía Tây Đức Dương sẽ tiếp tục kèm theo sấm sét. Được biết, lượng mưa lớn nhất xảy ra ở thị trấn Hưng Phúc, Đô Giang Yển, Thành Đô đạt 529,3mm, trong đó lượng mưa đạt 125,4mm trong 1 giờ vào lúc 3 giờ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thị trưởng Vũ Hán cả đêm không ngủ vì thành phố bị ngập nước do mưa lớn 60 năm mới có một lần. Trận mưa 60 năm mới có một lần đã làm ngập lụt một khu vực rộng lớn của Vũ Hán và khiến thị trưởng Đường Lương Chi thức trắng đêm. Từ 3 ngày qua, Vũ Hán xảy ra mưa lớn khiến một số tuyến đường cấp 1, cấp 2 và khu dân cư trong thành phố bị ngập nước ở các mức độ khác nhau. Cục cấp nước thành phố Vũ Hán báo cáo rằng vào trưa ngày hôm qua 22 điểm ngập úng trên các tuyến đường huyết mạch chính và phụ do đợt mưa lớn này đã cơ bản lắng xuống và giao thông của thành phố đã hoạt động trở lại. Đây là lượng mưa lớn nhất mà thành phố của chúng ta gặp phải kể từ năm 1998. Lưu Hòa Sinh, Giám đốc Đài quan sát khí tượng Vũ Hán cho biết lần này Vũ Hán trải qua 2 trận mưa liên tiếp. Lượng mưa cao hơn so với đợt mưa trước đó gây ra 88 thiệt mạng. Tình trạng ngập úng trong thành phố đã nhiều hơn thời điểm đó, với lượng mưa hơn 250mm ở hầu hết các khu vực trung tâm thành phố đều bị ngập. Theo các chuyên gia của Cục cấp nước thành phố, cái gọi là trận mưa 60 năm không phải là lớn nhất trong 60 năm qua. Thay vào đó, hãy so sánh lượng mưa của trận mưa này với ghi chép trong lịch sử. Nếu xác suất nó chỉ xảy ra một lần trong 60 năm, thì đó là mưa bão 60 năm một lần. Từ ngày thứ Năm đến 11 giờ sáng thứ Bảy, trong số 5 trạm khí tượng quốc gia trong thành phố, lượng mưa đo được tại trạm Vũ Hán là 228mm, tại trạm Giang Hạ là 316,3mm, tại trạm Cardian là 225,8mm, trạm Vũ Hán là 200,2mm và tại trạm Hoàng Phi là 167,5mm. Nếu tính trên lượng mưa trung bình 227,6mm thì tổng cộng hơn 1,93 tỷ mét khối nước mưa đã đổ xuống diện tích đất liền của Vũ Hán thời gian này, gần tương đương với lượng nước của 16 hồ phía đông. Mưa lớn cũng đang trút xuống Liêu Ninh. Cục khí tượng Liêu Ninh đưa ra cảnh báo mưa bão liên tiếp. Tỉnh Liêu Ninh đón đợt mưa lớn thứ hai sau mùa lũ vào ngày hôm nay. Ngoại trừ khu vực phía Nam và phía Bắc Thiết Lĩnh, tỉnh này nhìn chung có mưa từ nhẹ đến vừa, mưa to đến rất to cục bộ. Hiện 14 đô thị trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng dốc toàn lực ứng phó với đợt mưa lũ này. Theo tin tức của Cục Khí tượng tỉnh Liêu Ninh, lượng mưa chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm và phía Tây của tỉnh Liêu Ninh, trong đó khu vực Hồ Lô Đảo, huyện Triều Dương, Cao Ju Ô và Linh Nguyên hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa điểm lớn nhất xảy ra tại trạm Triều Dương Giao Gia Phú là 126mm,
Đài quan sát khí tượng Trung ương Thẩm Dương từ 5 giờ cùng ngày đã đưa ra nhiều cảnh báo về gió mạnh, mưa dông và sấm sét. Các sở khí tượng và đất đai địa phương cũng đưa ra cảnh báo thảm họa địa chất màu vàng 3 cấp độ. Tại thủ phủ Thẩm Dương của tỉnh, lượng mưa lớn liên tục khiến nhiều vùng trũng thấp bị ngập lụt nghiêm trọng. Hầu hết các phương tiện chỉ có thể di chuyển chậm qua vùng nước ngập, một số ô tô cá nhân bị ngập nước và hỏng hóc liên tục. Một số cư dân mạng đã nói đùa trên Weibo: mưa lớn đã biến thành phố nội địa này thành một thành phố ven biển. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Liêu Ninh, lưu lượng nước của các con sông lớn trong tỉnh ổn định, mực nước của các hồ chứa lớn và vừa không vượt quá mức lũ. Mưa lũ đã làm cho đất ở một số nơi gần bão hòa. Tỉnh Liêu Ninh hiện đã cử một đội kiểm tra phòng chống lũ lụt đi sâu vào các khu vực dễ bị lũ lụt và dòng chảy mảnh vụn, các hồ chứa nhỏ nguy hiểm, ao chứa chất thải và các khu vực trách nhiệm tiền tuyến khác để hỗ trợ đầy đủ các địa phương trong việc kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt. Dù chống lũ luôn khó khăn, nhưng lượng mưa cũng mang đến thời tiết dịu mát người dân. Thời tiết nhiệt độ cao trên 30 độ C trong nhiều ngày liên tiếp đã được mưa kéo xuống 25 độ C. Trước khi bước vào đợt nắng nóng mới, người dân địa phương sẽ được hưởng 3-4 ngày thời tiết mát mẻ. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ đêm hôm nay đến rạng sáng ngày mai, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở hầu hết các khu vực của tỉnh Liêu Ninh. Công tác phòng chống thiên tai như ngập úng đô thị, ngập úng đất nông nghiệp, lở đất và lở núi sẽ rất nghiêm trọng. Sông Chu, một nhánh của sông Dương Tử, đã vượt quá mực nước cảnh báo. Từ 6 giờ ngày thứ Bảy đến 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, hầu hết các khu vực thuộc dãy núi Đại Bá và Giang Hoài của tỉnh An Huy đều có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, vùng mưa lớn chủ yếu ở vùng núi Đại Bá và huyện Thiên Sơn. Sông Chu Hê, một nhánh quan trọng của sông Dương Tử, có mực nước cao hơn 1 mét so với mức cảnh báo. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh An Huy, một số lượng lớn các hồ dọc sông Hoài Hà đã mở cửa để thoát nước. Các hồ chứa lớn ở dãy núi Đai Bê, ngoại trừ Mai Sơn, đều vượt mực nước giới hạn lũ, trong đó hồ chứa Đại Liên có mực nước cao nhất vào lúc 18 giờ chiều ngày thứ Bảy là 198,23 m và mực nước vượt lũ là 7,23 m. Hiện các hồ này đều xả lũ theo quy định. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, vào ngày hôm qua, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc đã xảy ra lũ lụt ở quận Tần Châu. Nhiều thị trấn bị ảnh hưởng, đất nông nghiệp, cơ sở nông nghiệp, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác bị hư hại nghiêm trọng. Hơn 300 người đã phải di rời. Hiện tại, lượng mưa ở quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy vẫn đang tiếp tục. Một số ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể vào được do đường hư hỏng nghiêm trọng. Tình hình thiên tai cụ thể đang được thống kê. Gần đây, lượng mưa lớn đã xảy ra ở khu vực Đông Bắc, Hắc Long Giang, Nội Giang, sông Tùng Hoa và các lưu vực sông khác đã chứng kiến mực nước vượt cảnh báo, đặc biệt là dòng chính của sông Nội Giang. Kể từ đầu tuần này, mực nước tiếp tục vượt mức cảnh báo. Trong 14 ngày qua, lưu vực sông Tùng Hoa hứng chịu đợt lũ lớn nhất kể từ năm 1998. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán rằng hôm nay lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc sẽ đạt đỉnh và sẽ có mưa lớn ở phía đông Hắc Long Giang, miền Trung và phía đông Cát Lâm và hầu hết Liêu Ninh và các khu vực địa phương sẽ bị mưa lớn. Theo thống kê của Tổng cục Quốc phòng, ba tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông có dân số 3,63 triệu người, 2 triệu 500 nghìn hecta hoa màu, 12.900 ngôi nhà bị sập và 24.000 người phải chuyển đi, 51.700 người ở tỉnh Cát Lâm và 10.300 người ở tỉnh Cát Lâm và 2.700 người ở khu tự trị Nội Mông. Lũ lụt Đông Bắc cũng đã xảy ra trên diện rộng, lưu vực sông Tống Hoa hiện là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1998. Thời gian gần đây, nhiều sông ở Đông Bắc Bộ đã vượt mức cảnh báo. Theo báo cáo từ China News, do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, lưu vực sông Tùng Hoa đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1998. Thượng nguồn sông Nộn trải qua trận lũ thảm khốc 60 năm mới xảy ra một lần và Hắc Long Giang trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1987. Dò dỉ, xói mòn, vỡ đường ống và các tình huống nguy hiểm khác luôn xảy ra trong kè. Lũ lụt nghiêm trọng đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở vùng Đông Bắc, nguy hiểm thường xuyên xảy ra. Trong số đó, theo tin tức từ China Broadcasting Network, hôm thứ Năm cho biết, nước sông dâng cao trong mấy ngày qua đã gây ra hai cảnh quan cuối cùng của đảo Hắc Hạ Tử ở cực đông của Trung Quốc bị nhấn chìm hoàn toàn. Ngoài ra, trạm khí tượng Phúc Nguyên nằm ở cực đông của Trung Quốc cũng đang đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt và phải di rời. Tính đến 8 giờ sáng ngày thứ Năm, mực nước tại trạm Hắc Hà ở Hắc Long Giang đã vượt quá mực nước cảnh báo 1,52 m, 12 ngày liên tục trên mực nước cảnh báo. Tính đến 2 giờ ngày thứ Sáu, mực nước tại sông Tùng Hoa vượt quá mực nước cảnh báo 0,11 m. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Sáu, trạm Liên Minh Nội Giang, mực nước vượt cảnh báo là 0,62 m trong 15 ngày liên tiếp.
vượt mức trên mực nước cảnh báo của trạm Kisi trong 14 ngày liên tục là 1,68m và vượt mức trên mực nước cảnh báo của trạm Giang Kiều là 1,62m 15 ngày liên tục. Ngoài ra, 28 hồ chứa cỡ trung bình ở tỉnh Cát Lâm cũng có mực nước cực lớn. Trong ngày hôm nay, ở Thẩm Dương, Liêu Ninh có mưa lớn với lượng mưa 246mm từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Tư. Trước đó, chính quyền thành phố Thẩm Dương đã đưa ra cảnh báo sớm cấp 1 màu đỏ để kiểm soát lũ đô thị. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một số tuyến đường trong khu đô thị Thẩm Dương bị ngập lụt nghiêm trọng, có nơi nước tích tụ đã chảy ngược vào các lối đi ngầm. Trước tòa thị chính, nước ngập hết mui xe ô tô, trông như một đại dương bao la. Theo tin tức được cư dân mạng gửi đến, hiện tại một chiếc ô tô màu đen đã chết máy trong nước lũ, nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu. Ngoài ra, sân bay Thẩm Dương cũng bị hoãn chuyến bay do mưa lớn. Trận mưa xối xả ở Hắc Sơn, Liêu Ninh hôm qua là trận mưa lớn nhất trong khu vực kể từ năm 1956. Từ 8 giờ sáng hôm qua đến 8 giờ sáng hôm nay, có mưa to đến rất to ở phía đông và nam Cát Lâm và một phần của Liêu Ninh. Các khu vực địa phương cũng bị ảnh hưởng bởi mưa bão lớn hoặc thậm chí là mưa bão cực lớn. Trong số đó, một trận mưa xối xả 120mm xảy ra ở Tư Bình, Cát Lâm và một trận mưa xối xả 170mm xảy ra ở Hoa Điếm. Cả hai đều phá vỡ kỷ lục lượng mưa lớn của địa phương trong năm nay. Và một trận mưa xối xả xảy ra ở Hắc Sơn, Liêu Ninh là 362mm. Đây là trận mưa lớn nhất ở địa phương từ năm 1956, vượt kỷ lục trước đó xuất hiện năm 1991 với lượng mưa 165,5mm là cực hiếm. Lượng mưa ở Đông Bắc đạt đỉnh vào hôm nay, Cát Lâm và Liêu Ninh hứng chịu mưa lớn cục bộ. Hôm nay, Đông Bắc Bộ có mưa to, phía Đông Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh có mưa to đến rất to, có nơi mưa to cục bộ. Trong 2 ngày tới, lượng mưa ở Đông Bắc Bộ sẽ suy yếu rõ rệt, chủ yếu trong vài ngày vừa qua và có khả năng mưa to sẽ quay trở lại. Cáp Nhĩ Tân, Mẫu Đơn Giang, Thất Đài Hà, phía Tây Tế Tây, phía Tây Giai Mộc Tư và phía Tây Song Nha Sơn có mưa lớn, trong đó có mưa lớn ở một số thành phố và quận ở phía Đông Cáp Nhĩ Tân, phía Tây Mẫu Đơn Giang và Thất Đài Hà, Đại Hưng Lĩnh và Tề Tề Cáp Nhĩ nhiều mây. Có mưa rào, còn các khu vực khác nhiều mây, có mưa vừa, thời kỳ sau lượng mưa suy yếu rõ rệt, có mưa rào và dông nhiều nơi, mây đối lưu mạnh cục bộ. Tại tỉnh Cát Lâm, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Hiện tại, một số thị trấn ở phía Nam Cát Lâm, phía Bắc Bạch Sơn, phía Nam Diên Biên và khu bảo tồn núi Trường Bạch đã có mưa to hoặc mưa rất to. Dự kiến trong 24 giờ tới, phía Đông và Nam Tùng Nguyên, Trường Xuân, Tứ Bình, Liêu Nguyên, Cát Lâm, Tùng Hoa, Bạch Sơn, Trung và Tây Diên Biên, khu bảo tồn núi Trường Bạch sẽ có mưa lớn. Phía Nam Trường Xuân, Liêu Nguyên, Cát Lâm, Thông Hóa có nơi có mưa dông lớn. Tại tỉnh Liêu Ninh vào lúc 15 giờ chiều nay, Đài quan sát khí tượng tỉnh đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Trong 1 đến 2 giờ qua, lượng mưa ở Tào Hà Khẩu, huyện Bản Si, Giáp Bát Yên và Thu Thủy Câu, huyện Tùy Trung đã đạt từ 50 đến 100mm. Dự báo trong 1 đến 2 giờ tới có lượng mưa từ 30 đến 50mm, có khả năng xảy ra lũ quét cần chú ý đề phòng. Thưa quý vị, theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh, mực nước lũ hiện tại của dòng chính sông Nộn là từ 10 đến 15 năm và dự kiến sẽ có lũ lụt từ 15 đến 20 năm. Người ta ước tính rằng sông Hua ở Cáp Nhĩ Tân đoạn sông trên sẽ trải qua lũ lụt 15 năm một lần. Người ta dự đoán rằng từ Tùng Giang đến Phúc Nguyên ở Hắc Long Giang sẽ có trận lụt lớn nhất trong lịch sử vượt qua năm 1984. Theo các báo cáo, mực nước trên dòng chính của sông Nộn từ Liên Minh đến Giang Kiao đã tăng 0,04 đến 0,14m, vượt mức nước cảnh báo từ 0,6m đến 1,21m. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, trạm Cổ Thành từ sông Nạc Mẫn, một nhánh của sông Nộn Giang đã chảy qua đỉnh lũ vào ngày hôm nay với mực nước 205,2m và lưu lượng 2.270m3 mỗi giây. Mực nước của trạm Niệm Tử Sơn của sông Áp Lục lên 0,62m với lưu lượng 723m3 trên giây, đỉnh lũ lúc 20 giờ hôm qua với lưu lượng 610m3 trên giây. Mực nước lũ dòng chính sông Nộn hiện nay là 10 đến 15 năm, dự kiến 15 đến 20 năm xuất hiện một đợt lũ. Đoạn sông Tùng Hoa phía trên Cáp Nhĩ Tân sẽ hứng chịu lũ lụt 25 năm mới có một lần. Đoạn Chiêu Viễn của sông Tùng Hoa vượt quá mực nước cảnh báo 0,55m và các đoạn sông khác đều thấp hơn mực nước cảnh báo từ 0,01 đến 1,22m.
Mực nước tại trạm cáp Nhị Tân hôm nay là 117,51m, cao hơn 0,04m so với ngày hôm qua, thấp hơn 0,65m so với mực nước cảnh báo và tốc độ dòng chảy là 5.540m³ mỗi giây. Dự kiến sẽ vượt mực nước cảnh báo vào khoảng ngày mai, tức là khoảng 5 năm một lần và sẽ đạt mức 10 năm một lần vào khoảng ngày kia. Dự kiến đoạn sông Tùng Hòa phía trên cáp Nhị Tân sẽ hứng chịu lũ lụt 25 năm mới có một lần. Hắc Long Giang, Tống Giang đến Phúc Nguyên sẽ trải qua trận lụt lớn nhất trong lịch sử sau năm 1984. Hiện tại, dòng chính của Hắc Long Giang, trạm Puma và đoạn sông bên dưới cao hơn ngày hôm qua từ 0,08 đến 0,27m và mực nước vượt cảnh báo là 0,51 đến 2,09m. Hôm nay, lưu lượng của hồ chứa sông Kết Giới là 3.500m³ mỗi giây và mực nước ở trạm Siao Sajanka ở hạ lưu cao hơn 0,09m so với ngày hôm qua với lưu lượng 12.800m³ mỗi giây. Phía Nga dự đoán rằng mực nước của Siao Sajanka sẽ đạt 7,8m vào ngày thứ Tư và sẽ tăng thêm 0,13m. Theo phân tích lưu lượng nước ở thượng nguồn sông Hắc Long Giang và sông Yeya, ước tính rằng mực nước tại trạm Hehe sẽ đạt 97,4m, cao hơn 1,4m so với mực nước cảnh báo. Dự kiến cường độ lũ lụt từ Kike đến Tống Giang sẽ đạt tới một lần trong 30 năm và lũ lụt từ Tống Giang đến Phúc Nguyên sẽ vượt qua trận lụt lớn nhất trong lịch sử năm 1984. Kính thưa quý vị, kể từ đầu tuần, phía Nam đã xảy ra quá trình mưa lớn diện rộng, mưa to đến rất to ở Giang Nam, Nam Trung Quốc, Quý Châu và các nơi khác, kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông và gió giật mạnh. Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và các tỉnh khác đã hứng chịu khiến 35 người chết và 13 người mất tích. Tính đến 9 giờ ngày thứ Năm, tình hình thiên tai theo tỉnh như sau. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Phúc Kiến, 299.000 người bị ảnh hưởng tại 15 quận, huyện của 4 thành phố Tam Minh, Long Nham và Tiền Châu. 43.000 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, 20.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 2.800 ngôi nhà bị sập và 47.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 34.100 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 108.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,06 tỷ nhân dân tệ. Tính đến 9 giờ sáng thứ Năm vừa qua, Ban Nội chính tỉnh đã phân phát 3.000 chăn mền, 800 giường gấp, 4.000 quần áo mùa hè, 200 hộp nến, 700 đèn khẩn cấp và các vật liệu khác. Tam Minh, thành phố Long An và các cấp huyện đã phân phát, đã ban hành các quỹ và tài liệu cứu trợ thiên tai với tổng trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ. Hơn 5.000 bộ quần áo, 2.000 khăn và mền đắp, 100 lều cứu trợ thiên tai, 100 hộp nến, 100 đèn pin, 400 hộp nước khoáng, 200 hộp bánh mì và các vật liệu khác đã được phân phát. Theo báo cáo của Cục Dân Chính tỉnh Giang Tây, 1,166 triệu người tại 29 quận huyện thuộc 6 thành phố gồm Nam Xương, Cảnh Đức Trấn và Cám Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 38 người chết, trong đó có 8 người chết do sét đánh, 15 người chết do sạt lở đất đá trôi vùi lấp, 15 người chết do sập nhà, 3 người mất tích, 138.000 người phải di rời khẩn cấp, 69.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp, hơn 4.300 ngôi nhà bị sập, 11.000 ngôi nhà bị hư hỏng khác nhau, 37.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 76.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,36 tỷ nhân dân tệ. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Giang Tây và Cục Dân Chính đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp tỉnh cấp 3. Cục Dân Chính tỉnh và Sở Tài chính đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ trợ cấp thiên tai vào ngày hôm qua. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam, 979.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 35 quận, huyện thuộc 7 thành phố gồm Chu Châu, Thiệu Dương và Sâm Châu, 12 người chết do sạt lở đất và dòng chảy bùn đá, 45.000 người phải di rời khẩn cấp, 19.000 người cần cấp cứu, hỗ trợ tính mạng khẩn cấp, hơn 1.000 nhà bị sập, hơn 4.700 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 78,3 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 12.000 hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,23 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội chính tỉnh Quảng Đông, 658.000 người tại 23 quận huyện của 6 thành phố gồm Thanh Viễn, Thiều Quan, Huệ Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 12 người chết, 44.000 người khẩn cấp di rời và tái định cư, 12.000 người cần cấp cứu và hỗ trợ đời sống. Hơn 200 ngôi nhà bị sập, gần 400 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 29,5 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó mất trắng 3,4 nghìn hecta, thiệt hại kinh tế trực tiếp lỗ là 790 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Dân Chính, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây,
396.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 32 huyện thuộc 6 thành phố gồm Bách Sắc, Hà Trì. Gần 900 ngôi nhà bị sập, hơn 3.400 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 26.700 ha. Trong đó, 2.200 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 720 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Quý Châu, 266.000 người ở 34 quận huyện trong 9 thành phố, quận tự trị bao gồm Lục Bàn Thủy, An Thuận và Thiên Tân Nam đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 11 người chết, 8 người bị thương và mất tích, gần 4.700 người phải di rời khẩn cấp, hơn 1.000 người cần được hỗ trợ khẩn cấp về tính mạng, hơn 300 ngôi nhà bị sập và 11.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. 10.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 11.000 ha bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế là 480 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, vào lúc 11:29 ngày thứ Năm, một trận lở đất sau mưa liên tục đã gây ra vụ sập nhà ở quận Vân Nham, thành phố Quý Dương. Đến nay đã tìm thấy thi thể của 9 nạn nhân, còn 7 người vẫn đang mất tích. Theo trang web của Bộ Nội vụ, do ảnh hưởng của thảm họa bão, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy tuần qua, tổng cộng có 94 người đã thiệt mạng và 31 người mất tích trong 3 tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây. Theo báo cáo của Ban Dân Chính tỉnh Hồ Nam, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai bão lũ xảy ra trong những ngày qua đã khiến 872.000 người tại 19 quận Vĩnh Châu và Sâm Châu bị ảnh hưởng, 29 người thiệt mạng, 108.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Hơn 1.900 ngôi nhà bị sập và hơn 7.900 ngôi nhà bị hư hại, 350.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó có 50.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,49 tỷ nhân dân tệ. Sau lũ lụt, Đỗ Gia Hào, Bí thư tỉnh ủy đã ra chỉ thị yêu cầu các ban ngành liên quan của tỉnh nỗ lực hết sức để chống lũ lụt và cứu trợ những người bị nạn. Cục Dân vận, Thương mại và Tài chính tỉnh đã kịp thời phân bổ 2,4 triệu nhân dân tệ để đảm bảo cuộc sống cơ bản của người dân vùng bị thiên tai. Theo báo cáo của Ban Nội chính tỉnh Quảng Đông, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai bão lũ xảy ra đã ảnh hưởng đến 7,542 triệu người tại 9 quận, huyện thuộc 19 thành phố, trong đó có Sán Đầu, Mậu Danh, Yết Dương, Thanh Viện, Mai Châu, 48 người chết, 31 người mất tích, 967.000 người phải di rời khẩn cấp, 34.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng, hơn 9.800 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 373.300 ha. Trong đó, 23.800 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 11,6 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Ban Dân Chính, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, tính đến 9 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai bão lũ xảy ra đã khiến 1,312 triệu người tại 15 thành phố và 55 quận huyện, trong đó có Ngô Châu, Bắc Hải, Hà Châu, Ngọc Lâm và Tần Châu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 29 người chết và 113.000 người được chuyển khẩn cấp. Gần 6.800 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng và hơn 6.400 ngôi nhà bị hư hại nhẹ. 39.900 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó có 34.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 460 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, trận mưa lớn nhất năm nay khiến 94 người chết, 31 người mất tích ở 8 tỉnh phía Nam. Kể từ ngày thứ Sáu tuần vừa qua đã có mưa lớn ở Giang Nam, phía Bắc Nam Trung Quốc, Quý Châu, Trùng Khánh và những nơi khác. Khu vực phía Đông lượng mưa tích lũy là 100-250mm, Quý Châu, Cản Nam và An Thuận, Quảng Tây, Quế Lâm và Liễu Châu, Giang Tây, Tây An, Cám Châu, Phúc Châu và Thượng Nhiêu, Chiết Giang, Phủ Châu, Phúc Kiến, Nam Bình và Tam Minh, Quảng Đông, Hà Nguyên và Quảng Châu và những nơi khác có 350-470mm. Lượng mưa điểm lớn nhất ở Tây An, Giang Tây là 730mm và ở Quế Lâm, Quảng Tây là 1.021mm. Lượng mưa lớn khiến các con sông ở nhiều nơi dâng cao, lũ lụt xảy ra ở một số khu vực đô thị và một số lượng lớn đất canh tác bị ngập lụt. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa lớn nhất trong năm nay ở miền Nam đã gây ra lũ lụt, mưa đá, lở đất và các thảm họa khác ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Quý Châu và các nơi khác, khiến 8 tỉnh và khu tự trị với 4,532 triệu người ở 249 quận trong 44 thành phố và quận tự trị bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 94 người chết, 31 người mất tích, 300.000 người phải di rời khẩn cấp và 125.000 người cần cấp cứu hỗ trợ cuộc sống. Hơn 7.000 ngôi nhà bị sập, 32.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 330.400 ha.
trong đó 31,5 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 11,19 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh Chiết Giang có 89 nghìn người bị ảnh hưởng tại 7 quận huyện ở Khúc Châu và Lệ Thủy, 17 người chết trong đó có 3 người chết đuối, 12 người bị chôn vùi do lở đất và 2 người do sập nhà, 1 người mất tích, 2,2 nghìn người khẩn cấp di rời và tái định cư, hơn 2 nghìn người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 500 ngôi nhà bị sập, hơn 2.400 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 4,4 nghìn hecta, trong đó hơn 500 hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 760 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Phúc Kiến có 180 nghìn người ở 29 quận huyện ở thành phố bao gồm Tam Minh, Nam Bình và Long Yên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và 24 nghìn người phải di rời khẩn cấp. Hơn 300 ngôi nhà bị sập và hơn 1.100 ngôi nhà bị hư hại ở mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 13.400 ha, trong đó 2.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1.000 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Giang Tây có 2,427 triệu người ở 65 quận trong 9 thành phố, bao gồm Cám Châu, Tế An và Ưng Đàm, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và 22 người chết, trong đó 6 người chết đuối, 2 người bị sét đánh, 2 người do sập nhà, 1 người do điện giật, 11 người do sạt lở đất vùi lấp, 3 người mất tích, 219.000 người phải di rời khẩn cấp và tái định cư, 93.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 1.750 căn nhà bị sập, 15.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 185.700 ha, trong đó 18,2 nghìn ha không thu hoạch được. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,34 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh Hồ Nam có 822.000 người ở 46 quận trong 12 thành phố và quận tự trị, bao gồm Hành Dương, Thiệu Dương và Sâm Châu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 20 người chết đuối và chết. 29.000 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp và hơn 9.100 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 1.300 ngôi nhà bị sập và hơn 5.500 phòng bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 45.000 ha, trong đó 6,8 nghìn ha bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 920 triệu nhân dân tệ. Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Hồ Nam và Ban quản lý khẩn cấp tỉnh đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 cấp cứu thiên tai cấp tỉnh vào lúc 9 giờ ngày thứ Bảy, đồng thời cử một đội công tác đến khu vực thiên tai để điều tra thảm họa và cứu trợ. Đồng thời, Cục Quản lý khẩn cấp tỉnh và Sở Tài chính tỉnh đã khẩn trương thống nhất phân bổ 8,5 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ thiên tai của tỉnh để đảm bảo sinh kế cơ bản của người dân khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh Quảng Đông có 154.000 người ở 13 quận ở Hạ Nguyên, Mai Châu và Thiệu Quan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 24 người chết, trong đó 7 người chết đuối, 4 người do sập nhà và 13 người bị chôn vùi do sạt lở đất. 15.000 người phải khẩn cấp di rời và tái định cư, hơn 1.700 ngôi nhà bị sập, hơn 1.200 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 64.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 940 triệu nhân dân tệ. Tỉnh Quảng Tây, 571.000 người ở 37 huyện thuộc 6 thành phố gồm Quế Lâm, Hà Trì, Liễu Châu bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 23 người chết, trong đó 11 người chết đuối, 12 người bị chôn vùi do lở đất, 10 người mất tích, 23.000 người khẩn cấp di rời tái định cư, 20.000 người cần hỗ trợ về y tế, hơn 1.300 ngôi nhà bị sập, hơn 5.600 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 33.500 ha, trong đó 2.900 ha đã bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,35 tỷ nhân dân tệ. Tỉnh Trùng Khánh có 17.000 người ở 12 quận bao gồm Phúc Lĩnh, Kỳ Giang và Giang Tân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 11 người chết do sập nhà và hơn 100 người phải di rời khẩn cấp, hơn 300 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, hơn 700 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó không có thu hoạch hơn 100 ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 25 triệu nhân dân tệ. Tại Quý Châu có 272.000 người ở 40 quận trong 8 thành phố, quận tự trị bao gồm Kiềm Nam, An Thuận và Bích Khiết đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, hơn 1.900 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp và hơn 800 người cần cấp cứu hỗ trợ cuộc sống. Hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, diện tích mùa màng bị ảnh hưởng là 137.000 ha, trong đó 1.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 240 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, hôm qua một vụ lở đất tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện
Trường Hà Bá trên sông Đại Độ ở huyện Khang Định, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 64 người thiệt mạng. Mương Tương Thủy Câu là một nhánh mương rất dốc ở hữu ngạn sông Đại Độ, tọa lạc tại xã Xê Lian, huyện Khang Định, tỉnh Tứ Xuyên, gần nơi hợp lưu của Mương Tương Thủy và sông Đại Độ, cũng là nơi xây dựng thủy điện Trường Hà Bá trên sông Đại Độ. Địa hình khu vực này rất dốc, sông Đại Độ gầm rú trong hẻm núi sâu, hai bên vách đá dựng đứng khiến người ta chóng mặt. Mương Tương Thủy ban đầu có rất nhiều trầm tích bị sụp đổ và nó là một mương dòng chảy mảnh vụn với những thảm họa tiềm tàng. Kể từ khi xây dựng nhà máy thủy điện Trường Hà Bá, đơn vị xây dựng đã chất đống một lượng lớn đất hư hỏng ở Mương Tương Thủy Câu và ở cửa mương do khai thác đá và xây dựng lại đường, quạt bồi tích và các kênh của chúng. Vào tối qua, lượng mưa cục bộ đạt 156,1mm trong vòng 2 giờ, gần với cường độ mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa trong một ngày là 172,3mm. Vào lúc 2 giờ 57 phút sáng ngày hôm qua, một dòng mảnh vụn khổng lồ đã xảy ra ở Tương Thủy Câu, lán trại của nhân viên các đơn vị xây dựng như Cục Thủy điện số 7, Cục Thủy điện số 14 và cầu đường Trung Quốc ở lối vào Tương Thủy Câu đã bị phá hủy. Nhà kho làm việc rộng hàng mét vuông đã bị chôn vùi do lở đất, làm hư hỏng 32 phương tiện các loại, hơn 141 máy móc và thiết bị khác nhau, cùng hơn 1.400 tấn vật liệu xây dựng khác nhau. Cửa của mương Tương Thủy Câu đã được nâng lên khoảng 8 mét bởi dòng chảy mảnh vụn. Dòng chảy mảnh vụn đổ vào sông Đại Độ và chặn dòng sông tạo thành hồ chắn có chiều dài khoảng 3.000 mét, chiều rộng khoảng 50 mét và dung tích chứa. Tuy nhiên, lòng sông Đại Độ đoạn này vẫn bị thu hẹp gần một nửa, khiến khoảng 3.000 tỉnh lộ 211 bị ngập. Lượng rác thải tích tụ lên tới 400.000 mét khối, tổng cộng có 64 người thiệt mạng và mất tích trong trận sạt lở đất này. Trong đó, riêng tại Cục Thủy điện số 7 có 31 người thiệt mạng và mất tích.